Khu vườn gặp hoa trong căn biệt thự 11 tỷ ở Mỹ của Quách Thành Danh. Gần nửa năm đào xới, vuông trồng kể từ ngày định cư sang Mỹ. Trong căn biệt thự rộng 1.000m2, nam ca sĩ Quách Thành Danh đã hoàn thiện khu vườn hoa đẹp mê ly. Gia đình ca sĩ Quách Thành Danh đã sang Mỹ gần nửa năm. Cuộc sống mới khiến anh bận rộn vì phải tự tay làm mọi việc, từ sửa nhà, làm vườn, dọn dẹp cho tới chăm sóc vợ và lũ trẻ. Ông bố nhiều con cho biết sang Mỹ là quyết định tốn kém và táo bạo. Anh phải tạm ngừng công việc ca hát tại Việt Nam, đầu tư khoản tiền lớn vào mua nhà và chuyển cả gia đình sang Mỹ sống, chỉ để các con có môi trường học tập tốt. Căn biệt thự của nam ca sĩ Tôi Là Tôi có diện tích 1.000m2, được mua với giá 500.000 USD, khoảng 11,5 tỷ đồng. Căn nhà có 1 phòng khách, 4 phòng ngủ, 2 phòng ăn, bếp và phòng chơi lớn. Quách Thành Danh chia sẻ anh phải mất gần 1 tháng để hoàn thiện hệ thống điện nước và mua sắm nội thất. Gần nửa năm sang Mỹ định cư, nam ca sĩ đã hoàn thiện khu vườn với rất nhiều loài hoa khác nhau. Mới đây, chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn hào hứng khoe thành quả sau bao ngày vun trồng đào xới. Qua đây mới phát hiện cái gì mình cũng làm được, giờ mới hiểu câu nói dí dỏm của những người sống ở Mỹ. Qua đây hỏi tuổi, ai cũng nói tuổi con trâu hết, hóa ra là cực như trâu, khe khe. Thành quả của những ngày đào xới, vun đất, bưng bê, lắp ráp, giờ đợi thành lập, đợi ăn nhậu thôi. Cận cảnh biệt thự 22 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh của Quách Thành Danh. Căn biệt thự nằm ở vị trí góc đường trong một khu biệt lập dành cho giới nhà giàu tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này được định giá hơn 1 triệu USD. Nhà mới của nam ca sĩ gồm hai mặt tiền, xây dựng một trệt, hai lầu, một tầng lửng và sân thượng. Biệt thự mang phong cách hiện đại với sân vườn bao quanh. Khu vực này được bảo vệ 24/24. Hồ bơi trong vườn nhà Quách Thành Danh là nơi gia đình anh vui chơi, thư giãn trong những ngày hè nóng bức. Chàng ca sĩ thiết kế một hồ cá koi. Khi không chạy show, anh thích ở nhà cho có ăn và nhìn chúng bơi lội tung tăng, tranh nhau đớp mồi. Phòng khách với nội thất cao cấp mang tông màu trầm. Ở nhà, Quách Thành Danh thường xuyên luyện tập thanh nhạc và dạy các con ca hát chơi đàn. Ban công nhà anh cũng trồng nhiều cây xanh. Mỗi chiều, gia đình nam ca sĩ thường ra đây hóng gió và ngắm cảnh. Quách Thành Danh đang chăm chút kỹ lưỡng cho tổ ấm mới. Anh muốn có không gian sống tiện nghi, hiện đại để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc vất vả. Phòng ngủ của ba cô con gái mang tông hồng ngọt ngào. Các bé được bố mẹ sắm giường, bàn học và tất cả dụng cụ giống hệt nhau. Phòng ngủ của vợ chồng anh rất rộng rãi. Cuối tuần, bốn đứa con của anh thích vào đây ngủ cùng bố mẹ. Quách Thành Danh đã 41 tuổi nhưng thân hình săn chắc, ngoại hình trẻ trung nhờ chăm chỉ tập gym. Phòng thờ nhà nam ca sĩ được bố trí trên tầng cao nhất. Ngoài biệt thự này, Quách Thành Danh còn có căn nhà phố khác ở quận 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.